Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Good cùng vợ bếp nha. Hôm nay Weekend Good sẽ giới thiệu với cả nhà món ăn rất là phù hợp vào những dịp cuối tuần và những dịp lễ, đó là món lẩu. Nó và đặc biệt là món lẩu Thái rất là quen thuộc với người dân Việt Nam chúng ta nha. Với vị thơm, vị chua, vị cay, nồng đậm đà luôn các bạn. Ăn cùng hải sản nè, trời ơi quá tuyệt vời luôn nha. Và công thức nấu cũng rất đơn giản, có điều nguyên liệu hơi bị nhiều thôi, nhưng mà để được mùi hương đúng vị, đúng chuẩn Thái Lan, các bạn có đầy đủ nguyên liệu như cả nhà nha. Rồi chúng ta bắt đầu cùng vào bếp để nấu nha. Tiên mình sẽ chuẩn bị là 200g tôm sú cùng 1kg xương gà các bạn nha. Mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi để mình trần sơ qua cái phần mà xương với phần tôm này. Đó, để lát mình khi mình nấu nó sẽ nước sẽ trong hơn các bạn nha. Mà cũng là một cách để mình đã đông rồi các bạn. Đó. Bây giờ mình cho xương gà với tôm vào nha các bạn nha. Mình sẽ trần sơ khoảng tầm 5 phút các bạn. Đó, cho ra hết mấy chất dừa, bỏ chất huyết má vào trong cái xương các bạn. Đó, cho lúc mình nấu sẽ và nước sẽ rất là trong các bạn nha. Ok, thì sau 2 phút mình sẽ vớt cái phần tôm lại các bạn nha. Tại vì tôm rất là mỏng chín. Như mọi phút là nó đã chín rồi, nên mình sẽ trần sơ nó. Rồi, tiếp tục mình sẽ đợi thêm khoảng 2 phút nữa để cho cái phần xương này nó ra hết chất dơ đi. Đó, mình sẽ múc ra hết luôn. Và mình sẽ rửa lại nha các bạn nha, cho nó sạch sẽ luôn. Ok, và sau đó mình sẽ vớt xương gà với tôm, mình sẽ rửa sạch sẽ các bạn nha. Đó, rửa sạch sẽ cho nó hết chất dơ đi luôn. Đó, mình sẽ bắt đầu mình hầm, mình lấy nước cốt thôi, lấy phần nước dùng thôi bạn nha. Ok, về nguyên liệu nấu nước dùng chúng ta sẽ có là 200g tôm mình đã trần sạch sẽ rồi đó. Rồi 1kg xương gà mình cũng đã trần luôn sạch sẽ luôn, cùng 100g tỏi và 100g hành tím các bạn nha. Đó, với lột vỏ nha các bạn. Ok, và mình sẽ nấu với nước dùng khoảng tầm 3 lít rưỡi đến 4 lít các bạn nha. Đó. Sau khi nấu xong mình sẽ còn tầm khoảng 2 lít rưỡi 3 lít đó các bạn. Đó. Rất là đậm đà luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cho nước vào các bạn nha. Ok, sau khi đã bắt nồi nước lên đầy đủ rồi, chúng ta sẽ cho xương gà đã được trần sạch sẽ vào các bạn nha. Mình sẽ chuẩn bị nấu. Còn rau tỏi với hành tím với tôm mình sẽ phi thơm. Đó. Phi thơm tỏi hành tím trước. Đó. Sau đó mình cho tôm vào mình xào rồi ok mình đổ hết vào cái nồi mình bắt đầu nấu luôn các bạn nha. Okay. Mình cho chúng dầu vào chảo rồi mình cho tỏi và hành tím vào mình phi nha các bạn nha. Đó. Phi cho nó dậy mùi nó chín luôn á. Mình sẽ bỏ vào để mình nấu để nó nhanh các bạn và tạo mùi rất là thơm luôn. Đó, đây là một bí quyết các bạn nha, mình lưu ý nha. Có nhiều bạn cứ hỏi sao mình nấu cái này không có mùi, nấu cái kia sao nó không thơm được như ngoài quán, thì tức là có lý do hết các bạn. Tại vì những nguyên liệu tạo mùi với các bạn không có giải nhiệt trước á, nó xong nó tạo một mùi và sẽ rất là lâu. Nếu bạn nào mà muốn đúng nhanh tiến độ thì cứ phải phi thơm trước nha. Đó. Rồi sau đó mình sẽ cho tôm vào mình phi thơm luôn các bạn nha. Tôm thì không phi thơm đâu, mà tôm mình sẽ gia nhiệt cho nó mau ra chất các bạn. Tại cái phần vỏ tôm á, nó đầu là chất đó nên mình sẽ phi cho nó nhanh. Đó. Ok, và mình sẽ đổ hết những nguyên liệu này vào trong nồi nước
dùng đó. Ban đầu mình sẽ nấu các bạn nha, ban đầu mình tính giờ tối thiểu là khoảng 1 tiếng các bạn nha, còn để ra chắc là khoảng tầm 2 tiếng đến 3 tiếng các bạn nha. Ok, và mình sẽ chờ nước sôi các bạn, rồi mình hớt bọt, sau đó nước mà hết bọt ở đó thì các bạn có thể để nước riu cho nó nấu từ từ các bạn. Rồi đó, các bạn thấy không, nước đã sôi rồi đó, bọt đã quá trời. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hớt bọt các bạn nha, mình sẽ bỏ hết bọt luôn và sau đó mình sẽ hơi giảm lửa. Mình hớt khi nào mà hết bọt rồi mình sẽ để lửa riu nhỏ các bạn, còn khoảng 1 tiếng 2 tiếng á bắt đầu là chất nó bắt đầu tiết ra. Đó là nước mình cũng đã trong veo rồi đó, phải không? Tại vì hết chất dơ rồi. Mình đã trần sơ rửa sạch sẽ rồi, mình đã vớt bọt nữa không? Phải không? Nước từ trong luôn nha. Đó. Lưu ý nha, đây là một cách để mình nấu những món khác, lẩu khác. Lẩu hay bún bò hay hủ tiếu phở như các bạn. Đó. Cứ xương là mình trần sơ hết và sau đó mình sẽ vớt bọt. Cuối cùng các bạn cứ để lửa nhỏ là nó sẽ trong nồi và nước sẽ rất là thơm. Ok, và nguyên liệu để nấu nước dùng là phần nước lẩu các bạn. Chúng ta sẽ có những nguyên liệu sau: phần tỏi mùi là xả là 100g các bạn nha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ có cà chua các bạn nha, là 200g. Rồi, thơm mình sẽ có khoảng 150g. Đó, cắt nhỏ luôn các bạn nha. Hành tây mình sử dụng là 200g các bạn nha. Rồi, ngoài ra chúng ta sẽ có ớt các bạn, ớt hiểm mâm nhuyễn là 30g. Đó, và 4 cây tăng lên nữa nha. Mình nghĩ có 2 cây rồi đó, tại vì mình có thêm ớt sừng nữa là nó các bạn cho 1-2 trái là bảo đảm được 1 cây. Ngoài ra chúng ta sẽ có gừng các bạn nha. Gừng mình sẽ cho là 100g cùng với tiền là cũng vậy 100g luôn các bạn nha. Cắt nhỏ luôn. Rồi, ngoài ra chúng ta sẽ có nguyên liệu để gia vị á, để mình tạo độ thơm các bạn. Đó là mình sẽ có nước mắm các bạn nha, là 30ml cùng nước cốt chanh các bạn nha. Cốt chanh mình sẽ cho khoảng 50ml. Rồi, đường mình sẽ cho là khoảng 200g các bạn nha. Còn muối mình sẽ cho khoảng 10g. Hạt nêm mình sẽ cho khoảng 80g. Ngoài ra mình sẽ cho dầu điều các bạn nha, khoảng cỡ 50ml thôi. Đó, màu rất là đẹp rồi. Mình sẽ có theo cái màu sẽ tới tôm các bạn nha, là khoảng 60ml nè, 60g đó. Rồi mình sẽ có bột ngọt hải sản á, hành hải sản là 80g. Đó, rồi tôm dâm bát các bạn tạo mùi rất là chân á, đó mình sẽ cho là 180g. Cùng tomato bát luôn, đó mình sẽ cho là khoảng cỡ 100g. Ngoài ra mình sẽ có thêm tương ớt tương cà nha các bạn nha, là mọi thứ là 100-200g các bạn nha. Ok, và nước lẩu chúng ta đã xong rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mình phi thơm những nguyên liệu hồi nãy các bạn đó. Bây giờ phi thơm để chuẩn bị mình cho nước lẩu vào nha. Đầu tiên mình sẽ cho dầu ăn vào, mình sẽ cho gừng nè, đó mình phi thơm, riềng nè, đó cà chua nè, ớt hiểm nè, hành tây nè, sả nè, ớt sừng nè, đó những nguyên liệu tạo mùi các bạn mình sẽ cho vào mình phi thơm nha. Đó, cho thơm rồi đó. Đó, mình cho dễ giống như nãy mình phi thơm cái món tỏi với hành tím các bạn. Đó, mình cho nguyên liệu trước mình phi thơm và sau đó mình cho những nguyên liệu còn lại vào nha. Đó, sả cây mình cho vào luôn nè. Đó, phi các bạn mà phi càng lâu á ra mùi càng thơm á, thì lúc mình nấu sẽ rất là mau nhánh mau chóng tạo cái mùi hương các bạn, rất là cực kỳ là nồng nàn luôn các bạn ơi. Ok, sau khi mình đã phi theo những nguyên liệu trên rất là nồng nàn mùi đời, bây giờ mình sẽ cho những nguyên liệu còn lại vào như là tương ớt, tương cà nè các bạn. Đó, những nguyên liệu gia vị các bạn. Đó, tương ớt, tương cà nè, tomato bát các bạn. Đó, tạo màu các bạn. Rồi tâm dâm, nó nguyên liệu quan trọng nhất để tạo mùi đó, trong cái lẩu thái các bạn. Đó, không có đó là gia vị đó là sẽ khó lên mùi với các bạn nha. Đó, muốn mùi được lên mùi mà lẩu thái đúng nghĩa phải có gia vị đó đó.
Việt Nam mình chế liệu chế lại thì sẽ không có nguyên liệu đó, sẽ không có giống cái mùi. Thì là trước mình có giới thiệu một bài lẩu lẩu mà Thái hay cái Việt Nam, các bạn hãy coi lại những bài đầu tiên của mình up á, lẩu chua cay đó, nó lẩu Việt Nam á, thì mùi sẽ không nồng nàn bằng cái bài lẩu này đâu. Nếu bạn nào mà ăn cái món này rồi sẽ thấy món lẩu Việt Nam mình khá là nhẹ nhàng, nhẹ đô hơn so với lẩu này. Okay, sau khi mình đã cho phi thơm và gia vị vào, bây giờ mình sẽ cho nước vào các bạn nha. Đó, mình đã chắc hết cốt ra là mình cho phần nước vào thôi. Sau khi hơn gần 2 tiếng hơn thì mình đã được 3 lít nước các bạn. Đó. Nồng nàn, rất là nồng nàn luôn nha. Ok, và trong khi chờ cái phần nước dùng nấu, nước sôi, nước lẩu nóng lên nó sôi các bạn, mình sẽ chuẩn bị cái phần sốt tạo mùi á, là bằng gừng và mùi gai là 200g cùng với lá chanh Thái khoảng cỡ 8-10 lá các bạn. Mình sẽ cắt nhuyễn lá chanh Thái cùng với mùi gai để mình cho máy xay, mình xay với chút nước các bạn nha. Đó, mình cho khoảng cỡ 50-100ml nước á, mình xay chung. Sau đó mình sẽ lấy cái phần cốt này mình đổ vào trong cái phần nước lẩu Thái nữa, trời ơi là vừa lên màu rất là đẹp, mà cái mùi rất là đậm nồng nàn các bạn, rất là đúng cái mùi y chang mùi mà mình ăn mà đi lại đi Thái Lan rồi đó, rất là ngon đúng nha. Cái phần sốt tạo mùi ở Việt Nam mình không có, chỉ có biết biết là trong cái phần đậu Thái này mới có các bạn nha. Ok rồi, sau khi cắt nhỏ và mình cho nước vào, bây giờ mình xay các bạn nha. Đó, mình xay cực kỳ nhuyễn luôn, xay năng thì nó không nhuyễn bằng xay sinh tố các bạn, sinh tố sẽ nhuyễn hơn các bạn nha. Nó sẽ càng nhuyễn thì là cái phần cốt càng thơm càng ngon các bạn. Sau đó mình sẽ lọc vào đây các bạn nha, để mình lấy cái phần nước thôi. Đó, rất là thơm luôn các bạn. Đây là bí quyết các bạn nha, lưu ý nha, tôm như bát và cái phần tạo mùi lá chanh Thái với ngọt ga nè, hai cái phần mùi rất là đặc trưng của món lẩu Thái luôn đó, các bạn lưu ý hai cái mùi này nha. Ok, và nồi nước sôi đã được nấu sôi trở lại các bạn. Bây giờ mình sẽ hất bọt lần hai các bạn nha. Đó, mình hất bọt những cái phần dơ ra. Và bây giờ mình sẽ nêm gia vị các bạn nha. Những gia vị mà nãy mình chưa có cho vào, mình sẽ cho vào như là đường, muối, hạt nêm này đó, mắm đó, và những cái phần mình nước sốt tạo mùi mới làm các bạn. Đó, mình cho vào. Và mình nấu thêm sôi nữa là chuẩn bị hết vào cái nhà nha. Rất là ngon luôn cả nhà ơi, trời ơi, kỳ quyến rũ luôn các bạn. Rồi sau khi bớt bọt xong, mình cho những nguyên liệu còn lại vào như nè, hạt nêm nè, đường nè, muối nè, nước mắm nè, hạt nêm khoai sản nè, đó, bột ngọt rồi đó. Ok, mình cho vào hết là mình khuấy đều lên, là nước sôi nữa là mình chuẩn bị ra thưởng thức thôi. Ok, đó, sốt tạo mùi mình cho vào, đó, các bạn thấy màu đẹp không? Màu đỏ rực luôn đó nha, đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Đó, màu, đó, thêm một chút dầu điều nữa, mình cần nhiều ít hơn cũng được, không cần cho cũng được, mà thấy không? Màu rất tự nhiên luôn, không so với cái lẩu Việt Nam mình đó, nó toàn dùng dầu điều, mà còn màu rất là màu tự nhiên các bạn, rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu mình ăn kèm với lẩu các bạn nha. Và đây là những nguyên liệu mình sẽ ăn kèm với lẩu đây, nhỏ như là nghêu nè, mình sẽ có nửa ký nè, đó, cùng với sò nè, sò đẹp gì đó, mình sẽ dùng khoảng 3-4 lạng các bạn nha, tôm sú ăn kèm nè, đó, cũng phải gì, khoảng cỡ 4 lạng nè, mực nè, đó, phải 2 lạng nè, bạch tuộc nè, 1-2 lạng luôn nè, đó, ăn nhiều thì các bạn cứ mua nhiều thôi, cái này không giới hạn các bạn nha, cứ thích ăn bao nhiêu thì cứ mua bấy nhiêu thôi các bạn. Rồi, rau như vậy, rau muống nè, muống cộng, rau muống sợi, rau nhút nè, mọi thứ cứ 2-3 lạng các bạn, cứ mua nhiều ăn nhiều là cứ lấy nhiều thôi, không giới hạn luôn. Cũng bí cũng vậy, 2-3 lạng thì các bạn nha. Đầu hành tạo mùi cũng vậy, cà chua đó, muốn ăn chua nữa thì cho thêm luôn. Rồi đây chúng ta sẽ có nấm, nó nấm đường gà, nấm châm,
rồi rau cần tây quế gì đó quất vô hết bạn nha, ăn với bún hoặc là mì rất ok luôn. Rồi và đây là hình quả các bạn xem đó, ngon không nè, tuyệt vời luôn cả nhà nha. Có đầy đủ nguyên liệu hải sản nè, tươi rói rói luôn, cùng đầy đủ rau xanh mơn mởn, nấm dai dai sực sực, trời ơi ăn với bún mì đều rất ngon cả nhà nha. Rồi còn chờ gì mà không vào bếp nè cả nhà ơi, còn nghe vào bếp mình thích thôi, trời ơi nóng hổi luôn cả nhà ơi, nhìn màu kìa có ngon không nào, quá tuyệt vời luôn nha. Rồi chúc cả nhà có một buổi tối cuối tuần vui vẻ nha. Ok và cuối cùng chúng ta đã hoàn thành món lẩu thái hải sản siêu cay, vừa chua mà vừa cay, nó đặc biệt cay rất là nồng nè mà màu rất là đẹp luôn cả nhà nha, rất là ngon luôn đó, ăn một lần là nhớ mãi hương vị Thái Lan đó. Những người Thái chế ra món này rất là hay đúng không ạ, thơm lắm, ăn rất là ngon, rất là ghiền cả nhà nha. Rồi nếu cả nhà thấy hay thì nhớ cho Nguyên Cú một like, một đăng ký, một share nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye, yêu cả nhà rất nhiều.